Việt Nam chó bản địa, Mai Ngọc Sơn Hà Giang xin kính chào tất cả anh em đam mê dòng chó bản địa Mông cục đuôi. Ngày hôm nay Việt Nam chó bản địa xin được giới thiệu tới anh em một cá thể chó Mông cọc cái vệ tứ túc mai hoa thạch sùng bám cổ. Chó 2 tháng tuổi, nặng khoảng 4 kg. Chó được bắt tại bản Mông nguyên chất hoang dã. Đầu thủ chân tay rất đẹp luôn, anh em chúng ta thấy này, đầu vuông mõm hồn, chân tay rất to, tai đang liền tự nhiên nhá. Việt Nam chó bản địa bảo hành tai đang liền tự nhiên cho anh em luôn. Anh em mà bắt về nuôi tầm khoảng 1 tháng thì tai căng đét luôn. Cá thể chó Mông cọc cái vệ tứ túc mai hoa thạch sùng bám cổ, đuôi cọc thỏ. Việt Nam chó bản địa bảo hành đuôi cọc chuẩn cho anh em luôn. Anh em chúng ta thấy chưa, đầu thủ không vọng không phải nghĩ luôn, rất mà ít khi để mà tìm được những cái con cái mà có đầu thủ như thế này, đầu rất là to luôn, chó rất đẹp. Việt Nam chó bản địa bảo hành sức khỏe cho anh em, bảo hành tính cách cho anh em đam mê. Và sau đây anh em chúng ta hãy cùng quan sát tổng thể lại một lần nữa cá thể chó Mông cọc vệ cái, chó 2 tháng tuổi, nặng khoảng 4 kg. Chó được bắt tại bản Mông nguyên chất hoang dã, quá tuyệt vời cho một cá thể. Rồi, anh em nào biết có thể liên hệ theo số điện thoại 0334827912 hoặc truy cập vào nick Zalo 0334827912 để sở hữu được cá thể chó cọc vệ cái, chó 2 tháng tuổi, nặng khoảng 4 kg. Anh em hãy cùng tiếp tục like, đăng ký và chia sẻ kênh Việt Nam chó bản địa để có được những clip mới nhất về chó bản địa Việt Nam, chó Mông cọc nuôi. Một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe và xin kính chào tất cả anh em đam mê